đành ngàn tháng đầu, qua bao mùa bao giờ sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hờn sao kiếp người vương mơ. Lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình yêu. Hỡi nhân thế bởi vì đâu, đường đời còn lắm bề dâu, lòng người thâm độc hiểm sâu. Hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình. Nhưng anh nói á, cái gì mẹ mua cho anh á, anh cũng đều thích hết. Không lẽ anh vừa nói xong, bây giờ anh làm ngược lại được? Thiệt là tội nghiệp. Anh tính chừng nào mới trở lại rừng? Anh chưa thể đi ngay lúc này được. Anh phải chờ sức khỏe của mẹ đứa bé ổn định lại, rồi sau đó anh sẽ tìm chỗ nào cho hai mẹ con định cư. Mà bằng cách nào anh? Cũng không khó lắm đâu. Anh sẽ liên lạc với một vài nơi trong huyện. Trước mắt anh với em phải đi tìm phòng trọ, để anh với em nghĩ lại. Để anh đi gặp bác sĩ. Dạ. Xong rồi, bác sĩ cho biết á, người mẹ đứa bé có thể phải qua đêm nay để
thì mới có thể tỉnh táo lại được. Bác sĩ đã bố trí một y tá chăm sóc rồi. Thôi bây giờ mình đi kiếm một cái phòng trọ đã. Ừ. Đi em. Đi em. Con nghe nè ba. Tình hình trên đó sao rồi con? Dạ cũng ổn rồi ba. À, chú Tuấn Anh đã đồng ý giúp con việc truy tìm kho báu rồi. Anh ta không nghi ngờ gì con sao? Con nghĩ là có. Với một người thông minh như ông thì làm sao mà không nghi ngờ được. Nhưng do ông lo lắng cho Thiên Lộc quá nên phải đồng ý hợp tác với con. Cũng đúng thôi. Một mình Tuấn Anh không thể cùng một lúc mà đối phó với cha con Trí Dũng được. Mà bác, cha con Trí Dũng về Sài Gòn có động tĩnh gì không? Chưa thấy gì. Trí Dũng vẫn đang nằm im. Còn Mạnh Cường thì vẫn đang tức điên lên vì Bạch Tuyết. Mà cô Bạch Tuyết này cũng rất là bí ẩn. Con cũng chưa hiểu động cơ của cô ta là gì hết. Bà để Bạch Tuyết giùm con nha. Con thấy là tình cảm của cô rất là phức tạp. Lúc thì cô yêu Mạnh Cường, lúc thì ngã về Châu Chế Hùng. Ba nghĩ là rất có thể cô ta đang nhắm tới kho báu. Ban đầu thì dùng tình cảm để dụ Mạnh Cường, nhưng mà sau này Mạnh Cường bị bắt nên cổ lại ngã qua Châu Chế Hùng. Con cũng chưa biết chắc nữa, nhưng mà thế nào thì ba cũng phải để ý cô ta đó. Thôi con chào ba nha. Con hãy nhớ là thằng Châu Chế Hùng đã về rừng rồi đó. Dạ. Phải trở về rừng ngay thôi. Con kiếm ai? Dạ con chào cô. À cô ơi, ở đây cô còn phòng không cô? Con 100.000 phòng. Dạ dạ con cảm ơn cô. Con Hoàng Julie. Dạ. Ừ. Em có phòng. Dạ. Rồi ngày mai á anh sẽ dẫn em đi chơi ăn uống rồi đi mua sắm một ít ha. Anh ơi, nhà cửa ở đây cũng đẹp quá ha, yên tĩnh và lãng mạn quá. Ừ, là phố huyện của tỉnh mà. Thua ở Sài Gòn nhiều. Đẹp. Giống như là một sơn nữ vậy. Anh á sắp trở thành thi sĩ rồi đó. Thôi chúng ta vô phòng nghỉ ngơi đi em. Mình đi em. Mình vô thôi em. Uống nước đi cha. Con làm gì mà lo lắng về Camry? Thằng Hùng nó đã đi về rồi. Lo làm gì? Ô nhiễm giải quyết được. Dạ thưa cha, con thực sự không phải lo về chuyện đó, mà con đang nóng lòng về Thiên Lộc và Thu Hà đó cha. À, con nhắc cha mới nhớ. Không biết là thằng Thiên Lộc nó sẽ làm sao với mẹ con ma rừng nữa. Nó giống cha của nó quá, tốt bụng. Cảm đi, con thiệt là có phước đó. Dạ. Nhưng mà anh Tuấn Anh, anh Tuấn Anh với con bây giờ chưa thể sống công khai được. Cho nên bây giờ
anh phải sống chui nhui trong rừng sâu như vậy rồi cha. Thật là tội nghiệp cho con gái của cha. Nhớ thương chồng mà nước mắt ngắn nước mắt dài như thế này. Cha, cha không hiểu được đâu. Anh ở trong rừng cô đơn lạnh lèo lắm cha. Còn ước gì nè nè, có chuyện gì vậy? Sari, vừa nhìn thấy một cô gái tóc xanh. Tốt lắm, Sari đã đưa tin giúp mình rồi. Để coi phản ứng của ông Châu Chiếp ra sao đó. Tóc xanh. Ừ. Ở đâu? Có phải ở dưới quyền không? Hay ở trên rừng? Ở phô quyền à? Nếu mà ở phô quyền thì không cần phải lo lắng như vậy đâu Sari à. Con này, mày làm già sợ quá đi mất. Một cô gái tóc xanh thì phải sợ chứ da. Nhưng ở dưới quyền thì không cần phải sợ đâu. Tại sao vậy? Sao ở dưới quyền thì không phải sợ? Tóc xanh đây như trong truyền thuyết vậy. Là vì bây giờ ở dư huyền con trai con gái nó nhuộm tóc xanh tóc đỏ nhiều lắm, không phải truyền thuyết đâu mà sợ Sari. Nhưng hình như cô gái ấy đã phát hiện ra con. Cô ấy đã dùng khăn che mái tóc đó lại, chứ không khoe như mấy cô cầu dưới miền xuôi đâu à. Thật không? Dạ, con nói thật cây bông mà. Sari không biết nói dối ai bao giờ cả. Chính Sari đã tận mắt nhìn thấy mái tóc xanh ấy. Nhưng cô gái ấy như có mắt sau gáy, phát hiện ra Sari nên đã lấy khăn che tóc lại rồi à. Mà Tâm Ri, anh Châu Sơn đâu à? À, anh Châu Sơn đi với anh Hùng ra xuôi rồi. Chắc là để coi tình hình ô nhiễm đó. Ừ, thôi để Sari đi tìm anh Châu Sơn Cam Ri ha. À, đúng rồi, Cam Ri phải đi coi bé Châu Phách, nó pha quá. Thôi mình đi nha. Vậy là ông Châu Chiếp vẫn chưa tin về sự xuất hiện của mình. Làm sao để ông tin đây? Nè em. Ngon quá. Ráng ăn nhiều chút nghe. Mua gì lựa đi, đẹp lắm đó. Mẫu mới không á, cứ việc thoải mái lựa nha. Anh, người ta làm đẹp quá à. Ở trong nhà dì Cam Ri không có mấy cái này. Nhưng mà sao mắc quá à. Mắc quá anh. Thôi kệ,
em lấy đi. Cái này bao nhiêu vậy chị? Cái gì vậy em? À, rồi cái này 50 em ơi. Ha, anh mua tặng em nè. Quay qua anh kẹp cho. Wow, em đẹp quá. Anh chụp em hoài à. Em gửi tiền. Rồi cảm ơn em nha. Bữa khác nhớ ghé mua ủng hộ nha. Cảm ơn chị. Ờ em nè, bây giờ em đưa bé nó vô bệnh viện để thăm mẹ nó. Ừ. Rồi anh đi tìm mấy chỗ từ thiện để xem tình hình sao. Rồi có gì anh quay lại bệnh viện trước em ha. Ừ. Ừ. Mình đi. Sao bệnh nhân mà không ai chăm sóc vậy? Thân nhân gì mà bỏ đi hết trơn à? Tôi kiếm cô nãy giờ quá trời luôn đó. Dạ em xin lỗi, tại em đưa bé đi ăn. Đứa bé này dễ thương lắm đó nha. Dạ tại vì bé là ma rừng mà. Hả? Ma rừng? Ma rừng là sao? Nè, đây là bệnh viện chứ không phải là nơi để chị đùa giỡn đâu. Em nói thiệt mà. Đứa bé này bị bà con trong buôn làng gọi là ma rừng, ai cũng xa lánh nó hết á. Mà ma rừng này á hiền khô à, không có hút máu làm bậy gì hết trơn á. Ờ, bệnh nhân đó được chuyển vào phòng hồi sức rồi, chị ghé qua bển đi. Ừ, dạ. Ừ. Đi. Cái xứ này đủ chuyện bí ẩn. Mình đã ở đây vài năm rồi mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng nữa. Ma rừng, ma gì mà đi ngời ngời vậy, không bay khỏi mặt đất vậy ta. Ơi. Chị bình tĩnh đi chị, đây là con của chị mà, chị đừng có sợ. Không không, nó là ma rừng đó, nó là ma rừng đó. Chị bình tĩnh lại, thần linh á đã tha mạng cho chị nên con chị vẫn là người, không phải ma rừng đâu, em nói thiệt đó. Là người cứu sống tôi không? Dạ không phải em. Người cứu chị là anh Lộc, ảnh được thần linh phái xuống để cứu hai mẹ con chị đó. Vậy anh đâu rồi cô? Tôi muốn biết mặt anh để tôi ta ơn anh. Chị không mệt, chị cứ nằm nghỉ đi. Anh có gì chút xíu nữa anh quay lại. Con của mẹ. Chị ơi, chị uống chút sữa cho khỏe. Chị khỏi lo cho bé, em đã dẫn bé đi ăn sáng rồi. Em còn nhỏ tuổi lắm, chị cứ kêu em bằng em là được rồi. Em tên gì vậy? Em ở đâu? Dạ em tên là Thu Hà, em đang sống ở trên thành phố á. Chị đừng có lo lắng quá, người chị còn mệt, chị cứ nằm nghỉ đi cho khỏe. Thank you.
con. Em ơi, sắp tới sau khi chị khỏi bệnh, chị không biết phải đi đâu nữa. Em biết rồi đó, chị không được phép rơi về làng đâu. Mẹ con chị bơ vơ rồi. Dạ, ở đây nè chị. Chị ơi, đây là anh Lộc đó. Tôi đòi ơn con. Chị ơi, con đã cứu mẹ con tôi. Tôi đòi ơn con. Đứng lên đi chị. Thôi mà chị ơi, chị nằm nghỉ đi. Thôi đừng có khóc dạ, đi chị. Dạ, chị nằm nghỉ đi chị. Chị bình tĩnh đi. Nhờ cậu mà mẹ con tôi mới được sống sót ngày hôm nay. Tôi tạ dạ. ơn cậu. Dạ không sao đâu chị. Dạ. Ờ chị, đây á là gì ở bên cơ sở nhân đạo Thiên Phước đã nghe được câu chuyện thương tâm của hai mẹ con chị. Tôi sẵn sàng giúp chị học nghề ở cơ sở Thiên Phước, ăn ở tại đó rồi nuôi cháu bé luôn. Dạ dạ, tôi cảm ơn. Mẹ con em có chôn nương thân rồi sao? Em đã đi liên hệ vài nơi, con người chị em đến gặp dì Thiên Phước, và em cũng không ngờ đã gặp được sự sốt sắng của dì đó. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Dạ không có gì đâu chị. Muôn sự là cũng do trời thương mà thôi. Mình ở hiền thì gặp lành chị à. Rồi chị yên tâm, nghỉ ngơi vài bữa đi. Anh có lo việc riêng của anh đi. Tôi sẽ làm thủ tục với bệnh viện để đứng ra làm người bảo trợ. Em chúc chị mọi sự tốt đẹp nha. Thật lòng, chị muốn trở về sống với bà con trong làng em à. Em sẽ cố gắng vận động thuyết phục, nhưng có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài. Vậy khi nào có kết quả em nhớ ghé cơ sở Thiên Phước báo tin cho chị nha em. Dạ. Ờ chị ở lại giữ gìn sức khỏe, có dịp em sẽ đến thăm chị. Dạ chị, em thôi, xin phép đi. Em chào chị em dạ. đi. Chào chị. Cảm ơn hai em. Chào chị, em con cảm chào ơn chị. Thư viện đi. Ừ, chào dạ. Em đi nghe chị. Anh đi nghe em. Giữa đành ngàn tháng đồ, qua bao mùa bao giông, sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hờn, sao kiếp người vương mơ. Lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình yêu.